Nè, ăn đi em. Dạ cảm ơn anh. Ủa, có chuyện gì mà hẹn anh đi ăn vậy? Dạ tại vì em biết anh thích đồ ăn ở đây. Dạ em có một chút chuyện muốn nhờ anh nữa. Vậy hả? Dạ. Ừ. Anh ăn đi. À, thôi được rồi, em ăn đi. Rồi à, anh giúp được gì anh giúp. Dạ cảm ơn Nè, ăn anh. đi em. Dạ. Anh. Trời ơi. Ủa? Trời. Ủa? Đúng là Gì cái đứa vậy? đàn ông phụ bạc của mến nó Còn, cũng còn, còn, mà. buông tay ra. Đình bỏ còn dính lại tội nghiệp để đi theo con rắn này chứ gì. Hả? Buông tay ra rồi nói chuyện. Buông tay ra. Không. Ông mà còn nói lời nào á tôi đánh ông đó. Bình tĩnh, bình tĩnh, buông tay ra. Chuyện gì từ từ Chị nói. ơi, chị. À, xin lỗi em, không có gì đâu, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái con khỉ, cái đồ đạo đức giả, cái đồ sói khanh. Làm cho con người ta có bầu rồi trốn hả? Bây giờ có bầu thì tính sao đây? Cái gì? Hả? Mày làm cho con gái tao có bầu hả? Mày hả? Mày là con trai, nhà ai? Ở đâu? Mày dám quốc mã tri phong là mày chết với tao, mày không có yên đâu, mày trả lời đi, hả? Bà tránh ra, để con giải quyết chuyện này cho. Con mà không giải quyết được á, người ta sẽ khinh con. Con phải dành công bằng cho phụ nữ mới được. Ê, con quỷ cái kia, mày hết trại gặp rồi hả? Mày gặp ngang cha nội này, hả? Coi chừng á, mày muốn ôm hận cả đời nghe con. Đồ cái thứ đàn ông gây ra chuyện rồi quốc người Tri Phong là sao? Bây giờ giải quyết đi. Ai có bầu? Diễm Lệ á. Hả? Diễm Lệ có bầu hả? À, còn ai nữa? Sao Diễm Lệ hóa tôi biết? Nó để ông bỏ anh ta hả? Diễm Lệ có bầu. Thôi tôi đi đây. Gì kỳ vậy? Anh ơi, để em với. Anh ơi. Thôi thôi thôi, thôi con thôi bỏ đi, thôi thôi bỏ đi bỏ đi. Ba hú hồn gì con á, không phải là người có bầu là ba mừng lắm rồi hả? Nhưng mà con tiếc là tại sao con không có bầu? À, trời. Bậy bà. Không phải. Bây giờ thôi đi về ba ơi. Ủa, ba rủ con vô đây ăn, con chưa ăn mà sao có đi về? Không được, con lo cho bạn con quá à. Bữa khác mình ăn nha ba. Ừ, bây giờ không ăn phải không? Dạ. Thôi đi về. Thôi đi đi ba, mình về ba. Dạ. Dạ xin lỗi quý khách. Hả? Dạ xin lỗi. Quý khách chưa tính tiền bàn này à? Có ăn gì đâu mà tính tiền. Hai cho con tôi định vô đây ăn mà chưa có ăn. Còn riêng bàn này á, ai ăn người đó tính, tôi không có tính. Dạ. Thôi đi đi ba. Dạ, quý khách ơi. Diễm Lệ. Là anh đó hả? Diễm Lệ, em nghe em giải thích là Diễm Lệ. Anh tới đây để làm gì nữa? Anh vừa mới gặp Văn Chương nè, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Văn Chương cũng vừa gọi điện cho tôi xong. Chuyện anh hẹn hò với cô gái khác ở nhà hàng, mọi người biết hết trơn rồi. Cái chuyện đó không quan trọng, bây giờ anh không bàn chuyện đó nữa. Tại sao có chuyện động trời mà em không nói cho anh biết chứ? Chuyện động trời gì chứ? Chuyện có thai. Em định giấu anh tới khi nào? Chẳng lẽ khi nào đứa con sinh ra rồi em mới báo cho anh biết hả? Nói với anh để làm gì chứ? Tôi đâu cần phải nói cho anh biết, để làm cái gì? Em nói gì kìa? Em nói gì chẳng khác nào anh không phải là cha đó hả? Ừ, đúng rồi đó. Nó đâu có phải là con của anh. Rồi. Anh xin lỗi, ý anh không phải như vậy. Ý anh là tại sao em không nói cho anh biết, trong khi đó Văn Chương thì biết, nói cho tất cả mọi người ở đó cùng biết làm anh mất mặt, hiểu không? Mất mặt hả? Ý anh nói là tôi mang thai đứa con của anh làm anh mất mặt đúng không? Không phải như vậy, anh đã nói với em rồi, ý anh không hề là nghĩ như vậy. Anh đi hẹn hò với người khác, bị bắt gặp, rồi bây giờ về nhà, anh đổ thừa tôi làm mất mặt anh hay sao? Anh còn nghi ngờ đứa con này không phải là con của anh hả? Đàn ông các anh thật là xấu xa và đếu cát. Nghe nè, nghe cho kỹ nè, đó là Văn Chương thấy và hiểu lầm thôi. Anh không có... Tôi không muốn nghe gì nữa. Em phải nghe giải thích chứ. Bạn anh mời anh đi ăn rồi nhờ anh giải quyết một số công việc chứ có dính gì tới chuyện tình cảm đâu. Anh đừng có ngụy biện thêm nữa, tôi không dễ tin đâu. Anh về đi. Không có anh, mẹ con tôi vẫn sống tốt. Vậy bây giờ anh phải làm sao đây? Làm sao để em tin em nói đi. Miệng lưỡi đàn ông các anh, tôi không còn lại gì nữa. Đừng có hòng để mà gạt tôi thêm một lần nào nữa. Anh phải làm gì em mới tin em nói cho anh biết đi, để làm luôn. Anh giải thích gì em cũng hiểu trơn. Thôi mà. Anh buông tay tôi ra. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ không tin đúng không? Anh sẽ hẹn cô gái đó ra, rồi anh với em và Văn Chương gặp nhau nói chuyện bốn mặt một lời cho em hiểu được chưa? Trời ơi, chắc là cô gái đó cũng mê mẩn anh lắm rồi. Cho nên là anh kêu làm gì, cô ấy cũng sẵn sàng làm. Trời. Đàn ông các anh thật là đáng sợ. Anh nói với em rồi, không có chuyện gì hết. Anh đi đi. Thì anh đã nói anh đi ra đi. Em... Tôi không muốn nghe gì nữa. Anh đi ra đi. Nghe giải thích. Anh đi đi. Anh đi đi. Nghe giải thích đã. Anh đi ra khỏi nhà tôi. Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Lệ. Anh đi đi. Lệ. Em nghe anh nói, nghe em giải thích cho Diễm Lệ. Anh với cô gái nó không hề có chuyện gì hết.